Đây, chị hai chuẩn bị mở quà đây, cột tốt đẹp để mở quà đây. Bố quay lại rồi. Đang quay nè. Bót ơi. Bố Hai đang quay chuẩn bị mở quà đây. khi dừng nào con mở quà xong rồi bố nhớ bố nếu mà bố thấy cái nhíu là bố nói u cha cha nha. Ôi cha cha, ghê quá. Bây giờ coi tôi sẽ mở quà. Rồi, sau khi Yến cột tóc xong, bây giờ Yến mở quà đây. Hai ba bốn Rồi, hãy Yến mở quà đây, mở quà học sinh giỏi đây. Rồi. Bây giờ tới tới mở sao đi ta? Con biết à? Các bạn nhớ khi mấy bạn có quà thì mấy bạn nhớ này nha. Đó chính là mấy bạn không coi không? Đây là quà dành cho học sinh giỏi nè. Đó mấy bạn, đó chính là cái phần gì? Wow, một hộp bút. Đó chính là cây viết mực. Đấy nè, ôi. Bao nhiêu cây, đem ra hết nào. Wow, bao nhiêu cây nè, con đếm đây. Một. Tôi giờ tôi sẽ đếm. Tôi đếm tiếng Anh thì sau đó tôi đếm tiếng Việt. Một. One. Two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Xin chúc mừng bạn Hải Yến nè. Giờ bạn Hải Yến đếm bằng tiếng Việt rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ôi, giờ bạn Hải Yến đếm bằng tiếng Anh nè. Một, hai, ba, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Rồi, giờ bạn đếm lại nè, bạn đếm bằng tiếng Anh nè. One, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine. Ten. Xin chúc mừng. Đây là phần thưởng dành cho ai? Cho cô chứ quỳ chứ bà dân nhỉ? Dành cho con chứ. Dành cho tôi nghe, không dành cho hai mấy người đâu. Dành dành cho học sinh giỏi hay là học sinh dở nè? Dành cho học sinh giỏi. Xin chúc mừng chị. Bà